Nhà không mặt phố, không có bố làm quan. Nói không phải lố nhưng có số là sang. Tiền gấp máy bay từ cứ chơi xa láng. Lô thì trúng suốt cứ có số là phang. Đừng có bảo anh sao mà điều đấy. Rút ra vài cục là bất điều ngay. Mấy em xinh tươi những kiểu phết. Quang cho quản nít là hết kiêu ngay. Tiền anh nhiều quá lúc nào cũng là chói lóa. Đi vào trong club để chơi nhất phải là anh. Người ta thiếu tiền người ta đi vay ngân hàng. Ngân hàng thiếu tiền thì đi vay của nhà ai. Quá nhiều con số không thể khắc ghi. Đếm hoài đếm mãi chỉ một mắt đi. Đất nhà anh thì rộng bao nhiêu cho đủ. Từ phòng khách xuống phòng ngủ anh còn phải gọi taxi. Nhiều tiền mà tiêu không hết. Bảo sao yêu mới được tiêu không kết. Chẳng cho anh ném tiền cho bỏ mẹ. Vì tiền anh là con thích nó nhỏ nhẹ. Nhiều lúc chán nói chả nên lời. Vì nhà chả thiếu cái gì trên đời. Công từ Bạc Liêu đốt tiền nấu trứng. Còn anh thì nấu nhiều quá quên rồi. Em hỏi đồ anh mặc là hiệu gì. Thôi anh cũng chẳng cần phải quảng cáo. Xích vàng vơ tu làm một ghi nỉ. Quan tâm làm mẹ gì đến quần áo. Giải tiền trên đệm nằm cho nó chất. Làm anh hết tiền là điều khó nhất. Em bảo anh có tiền là có em. Anh bảo em có anh là có tất. Có anh là có tất. Thì lại càng thêm sầu đời. Tiền anh không mua được trời sáng. Nhưng mà đốt hết đi thì cũng sáng cả bầu trời. Đốt hoài không hết thì lại thành lố. Nhưng mà thừa nhiều nên là đành cố. Anh cũng muốn đốt một lần hết tất cả. Nhưng lại ngại vất vả đồ tiêu hóa của thành phố. Hiệu trang sức em anh không thiếu. Anh chỉ thích em với màu son môi. Cây ATM bên ngân hàng nó còn thiếu. Chuyện nhái chủ yếu là để cho trẻ con chơi. Tiền anh to, anh thích là anh cho. Được anh bo thì coi như là trúng mánh. Ông taxi mà anh đi anh trả vị chi là phải về bằng 8 bánh. Ơ thì em nghĩ anh bốc phét hay chẳng. Tiền anh như sao chổi có thể quét bay rằng. Trực thăng lên thẳng người ta đóng MV. Anh mua về chỉ dùng để test xe tăng. Đi chơi đối với anh tính tới từng bước. Du lịch trong nước để làm gì. Dubai, Canada anh mới sang suốt. Sang uống cốc nước xong rồi về. Anh yêu anh thì để cầm cái tài sản. Dù tiêu hao thế nào chẳng thể làm nó phai phôi. Cơ bản em hiền thì anh dễ em tiêu tiền. Chứ mà nghèo khó thì làm chó có ai chơi. Anh cũng không phải là thích khen vật chất. Nhưng cái tính thật thà thì anh đây là nhất. Em muốn có gì cứ cho anh làm quen. Không mất tiền nói đi em. Có anh là có tất.